của Sào Chủ. Wo de jia, nhà em. Nhà em có bốn người: bố, mẹ, anh trai và em. Em đang học lớp 2. Anh em đang học lớp 6. Em rất yêu bố mẹ và anh trai. Bố mẹ cũng rất yêu chúng em. Cuối tuần, bố thường đưa chúng em đi thăm ông bà nội. Còn những ngày hè, bố mẹ sẽ dẫn chúng em về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Ông bà ngoại sống cùng với cậu. Nhà cậu rất đẹp. Nhà cậu có hoa đỏ, hoa vàng. Em thích nhất là khi hoa nở, vì cả sân vườn đều là hoa. Trong sân vườn nhà cậu có chiếc võng. Cạnh nhà còn có con sông nhỏ. Cạnh bờ sông còn có một bãi cỏ xanh. Ở Việt Nam, mỗi buổi sáng em sẽ tìm bà và hỏi: bà ơi, hôm nay ăn gì? Bà sẽ cười và trả lời em: bữa sáng ăn phở, bữa trưa có gỏi cuốn và rau. Mỗi ngày món ăn đều khác nhau, nhưng đều là món ăn quê hương mà mẹ em thích nhất. Em cũng rất thích các món ăn quê hương này và em yêu Việt Nam.